Tối ngày 23 tháng 7, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên địa bàn thành phố Thủ Đức, khiến một người tử vong. Đáng chú ý nạn nhân là cô dâu sắp lên xe hoa, khiến nhiều người biết tin không khỏi xót xa cho cô gái số số. Theo tin ban đầu, gần 17 giờ chiều cùng ngày, anh Phan Khánh L, 32 tuổi quê Sóc Trăng, điều khiển xe máy biển số 66G1, 38068, chở theo vợ sắp cưới là chị Võ Thị Cẩm T 28 tuổi quê Đồng Tháp, lưu thông trên đường tỉnh lộ 43, hướng từ Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh. Khi còn cách cầu tỉnh lộ 43 khoảng 100m thuộc phường Bình Triệu, thành phố Thủ Đức, thì va quẹt với xe tải biển số 61C 32249 do Phan Thanh Thảo, 23 tuổi quê Bình Định, cầm lái, chạy hướng ngược lại va chạm làm cho người vợ ngã vào bánh sau xe container biển số 95C 01391 do anh Nguyễn Minh Tâm, 36 tuổi quê Vĩnh Long điều khiển chạy cùng chiều bên phải. Hậu quả chị T bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ, còn anh Linh bị ngã ra ngoài nên may mắn thoát nạn. Tại hiện trường nạn nhân và xe máy nằm sau đuôi xe container, chiếc xe tải dừng cách đó vài mét. Nhận thông tin, công an thành phố Thủ Đức có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường. Tới gần 20 giờ tối ngày 23 tháng 7, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa một xe máy, một xe tải và xe container là một cô gái tử vong. Bước đầu xác định, nguyên nhân do anh Nguyễn Minh Tâm điều khiển xe máy vượt xe container không đảm bảo an toàn. Với xe ô tô trên đường là hành vi hết sức nguy hiểm bởi khuất tầm nhìn, tài xế có thể không phát hiện phía trước có phương tiện khác đang đến gần vào chiều ngược lại. Bên cạnh đó, vượt qua các xe ô tô lớn phải đi với tốc độ nhanh hơn vì thế khi tình huống bất ngờ xảy ra tài xế không phản ứng kịp qua vụ việc này hy vọng những người tham gia giao thông cần tuân thủ nguyên tắc an toàn không lấn làn chạy quá tốc độ để những vụ việc thương tâm sẽ không còn xảy ra